Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mr. Zero. Và các bạn ơi, hãy cùng với Kim Trinh để tìm hiểu và cập nhật những tin tức bóng đá hàng ngày bằng cách bấm like, subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những điều gì thú vị của mỗi ngày các bạn nhé. Từ giải Serie A, nhìn lại những vụ phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Mới đây, Mario Balotelli lại một lần nữa phải đối đầu với nạn phân biệt chủng tộc. Theo đó, ở phút 53 trận đấu giữa Verona gặp Brescia, sau khi phải hứng chịu quá nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc đến từ các cổ động viên trên khắp các khán đài đội chủ nhà, Mario Balotelli đã phải quyết định phản ứng lại. Cụ thể, cựu tiền đạo Manchester City đã cầm trái bóng và sút thẳng nó hướng tới vị trí của các cổ động viên. Sau đó, anh đùng đùng bỏ khỏi sân bất chấp sự ngăn cản của đồng đội và đối thủ. Đó chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện kể về vấn nạn này trong bóng đá mà mãi mãi chưa có hồi kết. Và hôm nay hãy để Mr. Zero gửi đến các bạn một cái nhìn toàn cảnh hơn về nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá, để chúng ta cùng ngồi lại và suy ngẫm. Và hơn hết, chúng tôi mong muốn những trái tim đồng cảm từ người hâm mộ. Chính Mario Balotelli cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự ngày anh còn trong màu áo của Milan cách đây hơn 8 năm. Bị thay ra khi Milan đang thua Napoli, chịu một áp lực lớn lao nào đó của trách nhiệm và sự tự ái cá nhân, Mario Balotelli đã khóc trên bàn ghế dự bị. Những giọt nước mắt không phải là của một đứa trẻ như ngày nào chúng ta đã thấy trên gương mặt của anh, mà là những giọt lệ của một người đàn ông trưởng thành. Khi Super Mario khóc, người ta hiểu rằng bây giờ anh đã lớn, ngay cả một chiến binh cũng rơi nước mắt. Sự cứng cỏi của một gã trai đã luôn gồng mình lên để chiến đấu với tất cả, với sự kỳ thị, khinh miệt, khiêu khích và chỉ trích của người đời cũng như chống lại bản năng của chính mình đã không thể ngăn được những giọt lệ chảy trên mặt anh. Mario Balotelli đã khóc như thế. Là một người lắm mánh khóe, hay trầm chọc đối thủ và chẳng hề có tư thù cá nhân. Thế nhưng, tiền đạo người Uruguay là Luis Suarez lại có những lời lẽ nhằm phân biệt chủng tộc với hậu vệ trái của Manchester United là Patrick Evra. Hành vi này của cựu tiền đạo Liverpool đã khiến anh bị FA treo giò tới 8 trận đấu. Bực mình, vậy nên trong chuyến quay trở lại gặp Manchester United ở trận đấu diễn ra vào năm 2012 tại Premier League, Luis Suarez đã chẳng mảy may đếm xỉa gì tới sự có mặt cả Evra trên sân. Khi hai đội trao nhau cái bắt tay trước trận, Evra đã thể hiện sự cầu thị trong việc giải quyết những vấn đề rắc rối với Suarez, rằng anh vẫn chìa tay ra khi tiền đạo của Liverpool đi qua. Thế nhưng Suarez lại cố tình lờ đi sự có mặt của hậu vệ người Pháp mà đưa tay thẳng về phía thủ thành De Gea, người đứng sau Evra. Hành động của tiền đạo Liverpool khiến Evra có phần tức giận, anh lập tức kéo tay Suarez lại, như muốn hỏi tại sao cầu thủ người Uruguay lại có hành động như vậy. Nhưng Suarez vẫn chẳng thèm đoái hoài. Trước phản ứng của Evra, trọng tài Phil Dow đã nhanh chóng chạy lại chỗ đội trưởng của MU để trấn tĩnh anh. Ném chuối là một trong những hành vi thể hiện sự phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Ngày hôm ấy, trong trận đấu giữa Villarreal và Barcelona, cổ động viên đội chủ nhà đã tái hiện hành động này với ngôi sao của Barcelona là Daniel Alves. Tuy nhiên, hậu vệ người Brazil đã đáp trả lại nhóm người này bằng một cách rất riêng. Alves đã cúi người nhặt chuối và ăn một cách ngon lành trước mặt trọng tài viên và hàng vạn khán giả. Sau trận đấu, Daniel Alves cho biết, những cầu thủ da màu như chúng tôi phải hứng chịu sự kỳ thị như thế không ít lần ở Tây Ban Nha. Rằng bạn hãy xem đó như là chuyện đùa của một bộ phận cổ động viên. Nhưng nếu bạn cho rằng chuyện đó chẳng quan trọng với mình, những kẻ kỳ thị sẽ không đạt được mục tiêu. Thế nhưng, dù cho xử lý tinh tế đến thế nào, nạn phân biệt chủng tộc vẫn đeo bám và không để anh được yên. Bởi cuối tháng 6 vừa rồi, Daniel Alves phải dứt áo PSG. Siêu hậu vệ người Brazil quyết định chia tay đội bóng nước Pháp và hồi hương quê nhà đầu quân cho câu lạc bộ Sao Paulo. Anh chia sẻ quyết định bất ngờ của mình và càng gây sốc hơn với nguyên nhân là vì anh đã thường xuyên bị phân biệt chủng tộc trong thời gian sinh sống ở thủ đô Paris của Pháp và thậm chí là bởi chính của một số đồng đội ở PSG. Đó là một thành phố đầy dậy áp lực nặng nề và tôi không thích sống ở đó. Nếu các anh đến Paris trong một tuần, đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng nếu ở lại lâu hơn, các anh sẽ dần ra cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngay trong lòng PSG luôn có những con người mang tư tưởng phân biệt chủng tộc. Họ không thèm nói chuyện với tôi, thậm chí có thể nhận thấy điều này ở cả những người bạn thân thiết.
14 năm trước tại sân La Romareda, còn 15 phút trước khi trận Zaragoza gặp Barcelona kết thúc, Samuel Eto'o bất thần quay lên khán đài và gào lên, đủ rồi. Gần 3 vạn cổ động viên Zaragoza đáp lại bằng những tiếng hú của loài khỉ với cường độ ngày một tăng dần. Eto'o suýt chút nữa đã rời sân nếu huấn luyện viên Frank Rijkaard, trọng tài và các đồng đội không cố khuyên anh ở lại. Tiền đạo người Cameroon đã nhiều lần phải phơi mình ra trước những lời kỳ thị bẩn thỉu ném tới tấp vào anh từ các khán đài đội đối địch và chỉ được bảo vệ một cách yếu ớt. Tháng 11 năm 2005, khi Barcelona làm khách trước Getafe, bất chấp việc ban tổ chức phải cho chạy một dòng chữ nói không với phân biệt chủng tộc trên bảng điện tử, Eto'o vẫn bị xúc phạm. Getafe bị phạt chưa đầy 1.000 euro, còn Zaragoza chỉ phải mất 9.000 euro sau khi các cổ động viên của họ đã coi Eto'o là một con khỉ trên màu da của anh. Đó là với cấp độ các câu lạc bộ. Vậy với tuyển quốc gia sẽ thế nào? Ta biết một nạn phân biệt chủng tộc vô cùng gay gắt và điều này đã dần dần giết chết đội tuyển Đức. Thực tế thì Đức là một quốc gia có vấn nạn phân biệt chủng tộc mạnh mẽ nhất trên thế giới. Phải thừa nhận một điều rằng những cầu thủ nhập cư vào quốc gia này ít nhiều đã mang lại thành công cho họ trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, những trụ cột của tuyển Đức là người nhập cư lại luôn bị phân biệt chủng tộc. Điển hình trong số đó là Mesut Özil. Cách đối xử của Liên đoàn bóng đá Đức từng là vấn đề gây tranh cãi gay gắt. Mesut Özil đã viết tâm thư của mình và khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ. Khi đội tuyển Đức thắng, tôi là người Đức. Khi đội tuyển Đức thất bại, tôi là người nhập cư. Mesut Özil đã viết lên sự thật cay đắng mà anh đã phải gánh chịu khi sự thất bại của Đức ở World Cup 2018 đang bị dồn lên hết vai anh chỉ vì Mesut Özil là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Không người Đức nào nhớ rằng Özil đã thi đấu thành công từ World Cup 2010. Euro 2012 đến World Cup 2014 và mang về vinh quang cho họ. Giống như Özil, Boateng là trụ cột ở hàng phòng ngự đội tuyển Đức. Anh là một cầu thủ rất quan trọng đã góp phần đưa Đức giành chức vô địch World Cup 2014. Tuy nhiên, chính Boateng cũng phải chịu những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ Alexander Gauland, là phó chủ tịch đảng cực hữu Đức. Ông Gauland đã gây phẫn nộ khi lên tiếng đánh giá Boateng chỉ vì anh là người gốc Ghana. Người ta sẽ không muốn có một người hàng xóm như Boateng. Nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá đã để lại nhiều vết nhơ và bây giờ còn là nỗi khiếp sợ về các cầu thủ trên mạng xã hội mà chính Pogba là nạn nhân mới nhất. Anh đã bị công kích nặng nề trên các trang mạng xã hội sau trận hòa 1-1 của MU trước Wolves tại giải ngoại hạng Anh hồi tháng 8. Ngay khi trận đấu kết thúc, một làn sóng chỉ trích Pogba dữ dội diễn ra, thậm chí một số cổ động viên quá khích còn đe dọa giết chết tiền vệ người Pháp. Ngoài ra, một số fan khác của MU còn có những hành vi lăng mạ, phân biệt chủng tộc dành cho Pogba trên mạng xã hội. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Phil Neville đã có những phát biểu nhằm ngăn chặn vấn nạn này tiếp diễn. Các nhà quản lý trang mạng xã hội trả lời sẽ điều tra việc này, nhưng cuối cùng không có bất kỳ hành động nào được thực hiện. Đáng nói là cách đó không lâu, Marcus Rashford đã trở thành nạn nhân mới nhất của câu lạc bộ MU bị phân biệt chủng tộc. Được trao lại quyền sút và anh cũng sút hỏng ở trận thua Crystal Palace 1-2. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên đã lên mạng xã hội và có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Rashford. Tên da màu chết tiệt, con lừa là những cụm từ người hâm mộ dành để nhạo báng chân sút người Anh. Có thể nói sự ra đời của mạng xã hội đã mang đến cho những kẻ phân biệt chủng tộc một thứ công cụ để nhắm vào các ngôi sao bóng đá. Trong cái lốt của những kẻ nặc danh, chúng hoàn toàn có thể hoành hành mà không cần lo lắng đến tầm ngắm của các camera như trong sân vận động. Vấn nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá ngày một trở nên nghiêm trọng và đang dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh rõ ràng. Dù FIFA, UEFA hay rất nhiều các giải đấu hàng đầu trên thế giới đều đã có những động thái quan trọng, nhưng có vẻ nó vẫn chưa có chiều hướng tích cực. Mong rằng ai đó đang, đã và sẽ có tư tưởng phân biệt chủng tộc thì sau clip này sẽ tự ý thức được mình cần phải làm gì. Đã là năm 2019 rồi, thay vì chúng ta đi thụt lùi thì tại sao không tiến lên? Chúng ta cần đồng tâm hiệp lực để biến bóng đá trở thành môn thể thao đẹp đúng không nào? Nếu các bạn thấy video này thú vị, hãy gửi tặng Mr. Zero một like nhé! À đừng quên nhấn share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!